học sinh thì chúng con là trách nhiệm và điều rất là cần thiết của chúng ta.
trường đại học Hải Phòng. Các bạn học sinh đến từ trường trung học phổ thông An Lão đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích, được hóa thân thành các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, qua đó làm lớn lao thêm tình yêu quê hương đất nước. Và ngày hôm nay, được sự nhất trí, đồng thuận và phối hợp của đảng bộ, ban giám hiệu trường trung học phổ thông An Lão và lãnh đạo trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường đại học Hải Phòng đã liên long trọng tổ chức liên hoan văn nghệ và hoạt động ngoại khóa biển đảo quê hương. Với chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý, về phía trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trung tâm phòng trọng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại tá Phạm Đình Thắng, phó giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường đại học Hải Phòng. Về phía huyện đoàn An Lão, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, ủy viên ban chấp hành huyện đoàn, bí thư huyện đoàn An Lão. Ủy viên ban thường vụ huyện đoàn, phó bí thư huyện đoàn An Lão. Bên phía ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Nội, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Về phía trường trung học phổ thông An Lão, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Văn Nhường, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Ngọc, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Vũ Văn Đạt, đảng ủy viên, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Vương Văn Huy, đảng ủy viên, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng đoàn thể các thầy giáo trong cấp ủy, hội đồng sư phạm nhà trường và hơn 1.200 em học sinh đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, ban toàn thể các bạn học sinh thân mến, một tuần không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ nhắc lại cho các bạn học sinh những kỷ niệm khó phai trong thời gian học tập tại trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay, để thúc lại hơn tình cảm giữa đơn vị trường trung học phổ thông An Lão và trung tâm giáo dục đã long trọng tổ chức buổi giao lưu văn nghệ với các tiết mục vô cùng đặc sắc. Và mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy hướng sự chú ý của mình đến sân khấu để chào đón tiết mục nhảy hiện đại vô cùng sôi động đến từ đại đội năm.
Một tràng pháo tay to nữa cho đại đội Nam. Và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục vô cùng dễ thương đến từ hai cô gái của đại đội 2. Tiết mục được mang tên Cô Gái Mở Đường. Thank you.
ra trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng ta có 3 đội thi vô cùng xuất sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ trên sân khấu này nhé. Xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn với các đội thi của chúng ta.